Xin chào mọi người, mình là Julie. Và đối với clip ngày hôm nay, Julie muốn mang đến cho mọi người một giải pháp về làn da dầu và da mụn. Với 4 năm kinh nghiệm làm trong beauty spa và tư vấn sắc đẹp, thì Julie biết đây là vấn đề chưa từng nguôi ngoai trong lòng mọi người, phải không nào? Trong nhiều năm làm nghề, Julie nhận thấy rằng là có rất nhiều bạn, cả nam và nữ, đều thường xuyên mặc cảm về làn da mụn và nhiều dầu của mình. Và đương nhiên điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc giao tiếp hàng ngày cũng như chất lượng của cuộc sống, phải không nào? Vậy thì ngày hôm nay Julie muốn mang đến cho các bạn một dòng sản phẩm và Julie tin chắc rằng đây sẽ là dòng sản phẩm đồng hành lâu dài với các bạn, giúp các bạn trở nên xinh đẹp hơn, tự tin hơn và rạng ngời hơn. Và đây chính là dòng sản phẩm mà Julie muốn nói tới. Thành phần chính của serum đặc trị mụn được chiết xuất 100% từ thảo mộc thiên nhiên, bao gồm tinh chất hoa nghệ tây, tinh chất hoa nhân sâm đỏ, tinh chất bạc hà, kim ngân hoa, lá hương thảo, nghệ tây, cây phỉ, vỏ cây liễu và hoa bạch cúc. Với sự kết hợp tuyệt vời từ những dược liệu mà mẹ thiên nhiên ban tặng thì serum đặc trị mụn sẽ giúp các bạn loại bỏ các nốt mụn, giảm thâm, làm sáng da và se khít lỗ chân lông. Điều đặc biệt hơn cả là serum đặc trị mụn có khả năng phục hồi những làn da hư tổn do nhiễm độc, nhiễm trì bởi các mỹ phẩm kém chất lượng gây ra. Và đây sẽ là một giải pháp tuyệt vời với những làn da bị mụn bọc lâu năm. Hãy tin Julie đi, đồng hành với serum đặc trị mụn, các bạn sẽ sở hữu một làn da sáng mịn và khỏe mạnh. Các bạn biết không, điều làm Julie hạnh phúc nhất khi ra mắt con cưng này là được mang đến cho các bạn một sản phẩm có giá trị cao, còn có khả năng cải thiện cuộc sống nữa. Và Julie tin với câu nói này: thay đổi diện mạo, thay đổi cuộc sống, thay đổi sản phẩm là thay đổi tương lai. Julie và sản phẩm serum đặc trị mụn chúc các bạn thành công trong công cuộc làm đẹp và chúc các bạn hạnh phúc.